Những vụ hỏa hoạn này khiến nhiều người thương vong. Tại sao rất nhiều sinh mạng bị mất như thế này? Điểm chung của những vụ hỏa hoạn này là hỏa hoạn xảy ra ở các tòa nhà có một cầu thang. Một trong những nguyên nhân khiến thiệt hại lan rộng có thể nghĩ đến là do khói lửa đã khiến cầu thang bộ là lối sơ tán duy nhất không sử dụng được, làm thoát hiểm chậm trễ. Trong video này, để ngăn chặn thương vong tương tự, chúng tôi sẽ giải thích các hành động để bảo vệ tính mạng theo câu chuyện với giả định rằng hỏa hoạn đã xảy ra trong tòa nhà có một cầu thang. Các bạn nên làm gì nếu hỏa hoạn tương tự cũng xảy ra trong chính tòa nhà của bạn? Xin hãy xem và tưởng tượng. どうした?有機と今は消火器でしょうか?続きはお客さんの避難誘導。私は119番通報する。はい。はい。 Video về sơ tán không thành công sẽ được phát. Vì vậy, xin hãy xem và tưởng tượng những gì đã nên làm. ユーキと今は消火器でしょうか?続きはお客さんの避難誘導。私は119番通報する。はい。 どうしよう。避難誘導って何すればいいんだっけ? Việc sơ tán đã không thể thực hiện được. Nào, hãy cùng thử xem các điểm quan trọng trong sơ tán. Trong trường hợp của các tòa nhà chỉ có một cầu thang, lối sơ tán bị hạn chế, nên hãy xác nhận vị trí của lối sơ tán khi tầm nhìn còn tốt và phán đoán xem có thể thoát từ cầu thang hay không. Theo nguyên tắc sơ tán từ cầu thang, trong trường hợp có thể dùng cầu thang, đóng chặt cửa dẫn lên cầu thang để ngăn khói lan vào bên trong cầu thang và lên các tầng trên. Ngoài ra, trong trường hợp có cửa sổ ở cầu thang, nếu mở cửa sổ thì có thể khống chế khói tích tụ đầy. Trường hợp có khu vực chống cháy ở cầu thang thì hãy đóng cửa chống cháy thông với cầu thang một cách chắc chắn để ngăn chặn cháy lan và khói lan rộng lên cầu thang và các tầng trên. Tùy theo quy mô, mục đích sử dụng và năm xây dựng của tòa nhà, cũng có trường hợp không có khu vực chống cháy ở cầu thang. Nhưng việc làm cầu thang thành khu vực chống cháy là rất hiệu quả trong việc đảm bảo lối sơ tán. Hãy nắm bắt trước nơi sẽ dùng làm lối sơ tán từ lúc bình thường. Ngoài ra, nhân viên hướng dẫn sơ tán hãy bình tĩnh đưa ra những chỉ dẫn dễ hiểu. Vậy thì, sẽ ra sao nếu ý thức những điểm quan trọng này để sơ tán? Hãy cùng thử xem nào. どうした?有機と今は消火器でしょうか?続きはお客さんの避難誘導。私は119番通報する。はい。 2階のエレベーターホールで火災が発生しました。階段を使って落ち着いて避難してください。2階のエレベーターホールで火災が発生しました。階段を使って落ち着いて避難してください。 Việc sơ tán đã hoàn thành một cách an toàn. Hãy xác nhận định kỳ trong huấn luyện để có thể sơ tán nhanh chóng. Tiếp theo, hãy cùng thử xem xét những hành động khi dụng cụ sơ tán được lắp đặt khi không thể thoát bằng cầu thang. Video về sơ tán không thành công sẽ được phát. Vì vậy, xin hãy xem và tưởng tượng những gì đã nên làm. 2階のエレベーターホールで火災が発生しました。落ち着いて避難してください。
2階のエレベーターホールで火災が発生しました。落ち着いて避難してください。煙で階段が避難ができない。奥の部屋に避難器具があったはず。そちらで避難しましょう。確かこの辺に。これじゃないですか。これです。これを使って避難しましょう。どかすの大変だな。これどうやって使うんだ。使い方がわからない。 Việc sơ tán đã không thể thực hiện được. Nào, hãy cùng thử xem các điểm quan trọng trong sơ tán. Điểm quan trọng khi sơ tán trong trường hợp không thể sử dụng cầu thang là: nếu có ban công mà có hiệu quả trong sơ tán, phải sơ tán ra ban công hoặc phải sơ tán bằng cách sử dụng hiệu quả dụng cụ sơ tán. Ngoài thang sơ tán, có nhiều loại dụng cụ sơ tán khác nhau như dây sơ tán và dây thoát hiểm hạ chậm, v.v. Để sử dụng các dụng cụ sơ tán một cách hiệu quả trong trường hợp khẩn cấp, điều quan trọng là phải biết địa điểm lắp đặt, thường ngày bảo trì quản lý và biết cách sử dụng nó. Khi tự lắp đặt thì nên lắp đặt dụng cụ sơ tán đơn giản hơn, đó là dụng cụ sơ tán loại một thao tác. Nếu có điểm chưa rõ về dụng cụ sơ tán, xin liên hệ với trạm cứu hỏa theo thẩm quyền. Vậy thì sẽ ra sao nếu sơ tán dựa trên những điểm quan trọng này? Hãy cùng thử xem. 2階のエレベーターホールで火災が発生しました。落ち着いて避難してください。2階のエレベーターホールで火災が発生しました。落ち着いて避難してください。煙で階段が避難ができない。奥の部屋に避難器具があったはず。そちらで避難しましょう。こっちです。こっちの部屋に入って。逃げ遅れはいませんか？棚にアルミテープがあるので、取ってきてください。はい。避難器具を使って避難しましょう。火事です。千代田区大手町4丁目5番6号東証ビルの火災です。2階の奥の部屋に4人避難し、避難器具で避難中です。họ đã có thể sơ tán nhanh chóng vì bình thường họ nắm được địa điểm lắp đặt dụng cụ sơ tán và cách sử dụng nó. Hãy tiến hành huấn luyện định kỳ để xác nhận địa điểm lắp đặt dụng cụ sơ tán và cách sử dụng nó. Tiếp theo, hãy cùng thử xem các hành động khi không có dụng cụ sơ tán được lắp đặt trong trường hợp không thể thoát ra bằng cầu thang. Video về sơ tán không thành công sẽ được phát. Vì vậy, xin hãy xem và tưởng tượng những gì đã nên làm. 2階のエレベーターホールで火災が発生しました。落ち着いて避難してください。2階のエレベーターホールで火災が発生しました。落ち着いて避難してください。煙で階段が避難ができない。奥に窓のある部屋があるので、そちらに避難しましょう。こっちです。こっちの部屋に入って。煙を出すために窓を開けて、救助が来るのを待ちましょう。はい。はい。Khói đã sớm lan tới nơi họ sơ tán đến. Hãy cùng thử xem những điểm quan trọng trong sơ tán trong trường hợp không thể thoát ra bằng cầu thang
và không có dụng cụ sơ tán. Trong trường hợp tòa nhà chỉ có một cầu thang thì lối sơ tán bị hạn chế. Nên điều quan trọng là cần giả định trước cả trường hợp không thể sử dụng cầu thang để xem xét trước lánh nạn tạm thời. Điều quan trọng khi sơ tán là vừa sơ tán vừa đóng tất cả các cửa có thể đóng được khi sơ tán. Đóng cửa của lối ra vào một cách chắc chắn để ngăn khói xâm nhập. Thò phần trên cơ thể từ cửa sổ và thông báo cho bên ngoài biết bạn đang ở đâu. Đó là việc thông báo lại cho cơ quan cứu hỏa, thông tin về việc thoát hiểm chậm trễ v.v. Trong trường hợp lánh nạn tạm thời và chờ cứu hộ của đội cứu hỏa, hãy đóng tất cả các cửa có thể đóng lại để hình thành khu vực chặn khói và ngăn khói tích tụ nhiều nhất có thể để có thêm thời gian. Vậy thì sẽ ra sao nếu sơ tán dựa trên những điểm quan trọng này? Hãy cùng thử xem nào. 2階のエレベーターホールで火災が発生しました。落ち着いて避難してください。2階のエレベーターホールで火災が発生しました。落ち着いて避難してください。煙で階段が避難ができない。奥に窓のある部屋があるので、そちらに避難しましょう。こっちです。こっちの部屋に入って。逃げ遅れはいませんか？棚にアルミテープがあるので、取ってきてください。はい。肺炎のため、窓を開けてください。はい。できる限り姿勢を低くして、煙を吸わないように気をつけてください。はい。火事です。千代田区大手町4丁目5番6号東証ビルの火災です。2階の奥の部屋に逃げ遅れが4名います。ここです。そこにいます。助けてください。Bằng cách đóng cửa trong khi sơ tán, họ đã có thể khống chế khói tích tụ đầy và có thêm thời gian. Vì vậy, họ đã có thể được cứu hộ một cách an toàn. Hãy cũng xác nhận trước cách sơ tán khi không thể sử dụng cầu thang trong huấn luyện. Cuối cùng, tôi sẽ giải thích những điểm quan trọng để ngăn chặn khói lan rộng. Để ngăn chặn khói lan rộng, việc hình thành khu vực có tính năng cản khói sẽ trở nên quan trọng hơn. Hãy cùng thử xem mô phỏng khói tích tụ đầy trong văn phòng của hỏa hoạn ở tòa nhà quận Kita, thành phố Osaka xảy ra vào tháng 12 năm 2021 và video mô phỏng khoảng cách tầm nhìn rõ tại địa điểm lánh nạn. Đầu tiên là trường hợp đã không tạo khu vực chặn khói. Khi hỏa hoạn xảy ra, khói càng lúc càng lan rộng và đã lan đến tận phòng phía trong nơi họ đã sớm sơ tán đến. Sau 40 giây, tầm nhìn trở nên khó nhìn và sau 60 giây thì đã không thể nhìn thấy gì nữa. Vậy thì sẽ ra sao nếu đã tạo khu vực chặn khói? Hãy cùng thử xem nào. Trong trường hợp đóng cửa v.v. để khống chế khói lan rộng thì thậm chí sau 60 giây, khói hầu như không đến được phòng mọi người sơ tán đến và đã được khống chế nhiều, tầm nhìn hầu như không thay đổi. Bằng cách này, cách thức lan rộng của khói thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào sự hiện diện hay không có khu vực chặn khói. Khi sơ tán, hãy đóng các cửa có thể đóng càng nhiều càng tốt để khống chế khói lan rộng. Để hình thành các khu vực chặn khói, việc lắp đặt các loại cửa có tính năng không cháy, tính năng cản khói ở hành lang và phòng ở có hiệu quả. Nhưng dùng băng keo nhôm, v.v. để bịt các khe ở cửa hiện có cũng có hiệu quả nhất định. Khi hỏa hoạn xảy ra trong tòa nhà có một cầu thang, có 3 hành động đặc biệt quan trọng cần thực hiện để ngăn chặn thương vong, tương tự trong tòa nhà hoặc văn phòng của các bạn. 1.
sớm nhận biết hỏa hoạn xảy ra và nhanh chóng thông báo cho những người trong tòa nhà. 2. Ngăn ngọn lửa và khói lan rộng. 3. Cùng với việc đảm bảo lối sơ tán, giả sử dù không thể sử dụng cầu thang đi nữa thì cũng hãy phán đoán tình hình một cách thích hợp và thực hiện các hành động sơ tán hết mức có thể. Thường ngày, hãy tổ chức huấn luyện và kiểm tra để có thể hành động, bảo vệ tính mạng trong trường hợp khẩn cấp.